Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ôn cam nhau, hãy cho được sự an vui. Có khổ đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Do nhờ đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo pháp, do nhờ đức của chư tăng, do nhờ đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, nhờ đức của 84.000 pháp môn, do nhờ của Tam Tạng, do nhờ đức của chư Thinh Văn đệ tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt. Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thịnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hằng đến cho người. Sự khổ não, tật bệnh, lo sợ, hoặc điều oan kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch, hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tai hại, cầu xin cho được tiêu diệt. Do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi, hoặc sự thịnh lợi phong lưu, sự an vui, hoặc sức mạnh, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng chưa được an vui. Tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người, tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo chưa được thành tựu mỹ mãn, chưa được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, một phần kính chào đạo tràng. Phần sư tụng kinh đã xong. Bây giờ mời MC nha, Nguyên Như, Nguyên Trang và quý vị sinh hoạt. Để ý khi nào pháp sư đến thì quý vị thỉnh pháp sư nha. Kính chúc quý vị được an vui. Một phần. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin một lần nữa kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con xin kính chào ông Năm Bà Năm. Và con xin kính chào toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng. Bây giờ tới thời gian mình học tụng Kinh Chi Pháp. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Nhung. Chị có thể post bài lên ạ. Dạ, con xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để đọc trước bài Pháp cho tụi con đọc theo ạ. Con xin giao mic lại cho Sư Thanh Tâm ạ. Dạ, vô phần. Rồi, Sư Xuân Phong đọc trước nha. Rồi tới phiên quý vị nhớ mỗi người đọc một lần đó. Rồi, ví dụ Pháp, chi Pháp. Tất cả là Pháp, Pháp được chia làm hai. Pháp tục đế, Pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai. Chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai. Sắc Pháp, danh Pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm, tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xả
tâm thân thức thọ khổ, quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả, quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm 8. Tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhị thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ là quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm di tác vô nhân được chia làm 3. Tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng y môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiêu thọ hỷ. Rồi xong. Đọc hơi dắt một tí. Rồi quý vị cố gắng giờ thầy đọc đọc một người một lần cho có phước nha. Một phần. Mô Phật, quý vị cứ việc giơ bàn tay lên, không chờ đến người khác đâu. Như thấy những cái room khác đó, ai giơ tay giống như là 4, 5, 6, 7 người giơ tay đến phiên đọc rất là vui. Quý vị cứ giơ tay lên nha, đừng bất cỡ nha. Dạ con xin tính mời cô Diệu Pháp, xong rồi tới cô Bình Lê nha, xong rồi tới anh Lý, xong rồi tới tất cả mọi người xin mời. Dạ con xin mời cô Diệu Pháp cất giọng anh Vàng ạ. Dạ anh bấm vào cái nút mic để thoát, xong rồi cái nó sẽ hiện cái chữ raise hand, xong rồi lúc đó anh muốn raise hand thì anh ngồi đó, xong rồi mọi người sẽ nhường mic lại cho anh. Dạ con xin kính mời cô Diệu Pháp. Cô Diệu Pháp. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con là Diệu Pháp, con kính lĩnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào ông bà Năm, con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Tất cả là pháp, pháp được chia làm 2. Pháp tục đế, pháp chơn đế. Pháp chơn đế được chia làm 2. Chơn đế vô vi, chơn đế hữu vi. Chơn đế hữu vi được chia làm 2. Sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm 2. Sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm 2. Tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm 2. Tâm đạo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm 2. Tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm 2. Tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm 3. Tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm 8. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ... Máy nó nhảy. Đọc lại. Tâm tham được chia làm 8. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xá ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xá ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm 2. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm si được chia làm 2. Tâm si thọ xá hợp hoài nghi. Tâm si thọ xá hợp phóng vật. Tâm vô nhân được chia làm 2. Tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm 2. Tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm 7. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân.
tâm nhi thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám: tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm duy tác vô nhân được chia làm ba: tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng y môn thọ xả, tâm ứng cung vi tiêu thọ hỷ. Con kính cảm ơn. Dạ con xin xuống bếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ anh Lý ơi, anh Lý cầm mic được chưa anh Lý? Có cầm được không cho Nguyên Như tín hiệu nha. Nguyên Như mời anh nha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con sư con xin kính chào chư quý tăng và cả đạo tràng. Con sorry son, con xin đọc: tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đao đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm si được chia làm hai: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy: tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám: tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xả thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba: tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Dạ con xin tắt micro.
Sa sa thứ anh lý. Dạ con xin kính lễ sư Thanh Tâm cùng các anh chị em ở trong lớp học ạ. Con xin đọc bài ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đạo đài, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thí ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xá ly tà vô trợ, tâm tham thọ xá ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phân vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xá hợp hoài nghi, tâm si thọ xá hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm thiện nhân chia lại, tâm nhãn thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xá quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhãn thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xá quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xá quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm duy tác vô nhân được chia ba, tâm khan thủ môn thọ xá, tâm khan y môn thọ xá, tâm ưng cung vi tiêu hỷ. Xà thú xà thú xà thú. Dạ rất là cảm ơn chị Kim Nhung với một cái giọng đọc rất là hay, phải không quý vị? Đọc xong mà mình nhập tâm á, tối về mình mau thuộc bài. Dạ con xin kính lễ sư Pháp Thanh vừa mới vào đạo tràng. Dạ kính thưa chư vị, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin mời các Phật tử trong đạo tràng cũng như chư tăng cùng với Nguyên Như có thể lắng lòng thanh tịnh để mà thỉnh pháp sư ạ.
Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chan kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chan san tham ma phê rinh quy nha danh cha ca dăng su tanh cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu san cha đành đăng bắp bô tha nây ê ba ri sa dạ mạnh chê Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vương lòng giả ngài dời trường sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể đọc bài Ngạ Quỷ Sự bài số 30 để cho lớp cùng nghe ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thà Giá. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có ở trước máy không vậy? Cho Nguyên Như xin tín hiệu. Rồi, con nghĩ là Nguyên Trang bị rớt mic rồi. Dạ, thưa đạo tràng, Nguyên Như xin kính. Ồ, Nguyên Trang đây, xin sa thú Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Cho con xin tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Quanh Phan, cảm ơn Hà, dạ cảm ơn chị Kim Nhung, dạ Canh Tý. Dạ sau đây con xin đọc Ngạ Quỷ Sự chuyện 30, chuyện chàng trai tại Sa Quá Thí Xá Vệ. Nhiều đệ tử tại gia trở thành chúng nghe pháp, xây dựng trong thành phố này một ngôi đình lớn, rồi cúng dường Phật thực phẩm lên bậc đạo sư và tăng chúng. Một người phản đối những gì đem dân cúng các sa môn trọc đầu. Mẹ y xin sám hối với Đức Thế Tôn và cúng dường cháo gạo suốt một tuần. Con trai bà từ trần chẳng bao lâu, sau đó tái sanh làm một kỹ nữ sang trọng. Khi nàng biết
đó là một nam nhi. Nàng cho người đem nó quăng. Để con coi có đúng không nha. Dạ xin lỗi. Dạ con xin sám hối ạ. Dạ con xin đọc tiếp ạ. Khi nàng biết đó là một nam nhi, nàng cho người đem nó quăng ra nghĩa địa. Tại đó hài nhi được công năng thiện nghiệp của chính nó bảo vệ, nên không bị ai phá hại, cứ nằm ngủ ngon lành như trong lòng mẹ. Chuyện kể rằng chư thần linh chăm sóc nó. Thế rồi khi Đức Thế Tôn với lòng đại bi thức dậy từ sáng sớm, dùng quán sát thế gian, ngài thấy bé trai này và đi đến nghĩa địa. Nhiều người tụ tập lại bảo nhau: bậc đạo sư đã đến đây chắc phải vì một duyên cớ nào đó ở chốn này. Rồi họ thưa ngài: bạch Thế Tôn, đứa bé này đã làm nghiệp gì trong đời trước? Đức Phật liền kể chuyện cho họ nghe. Sau đó, một đại phú gia nhận nuôi đứa bé và nói: trước sự hiện diện của chính Đức Thế Tôn, con xin nhận đứa trẻ này làm con. Đức Thế Tôn trở về tịnh xá với lời sau: đứa bé này đã được phú gia kia bảo hộ và sẽ làm lợi ích cho nhiều người. Sau khi người ấy từ, chàng trai thừa hưởng gia tài và thích thú các việc bố thí cùng nhiều thiện sự khác. Chư vị kết tập kinh điển nên vấn đề này qua sáu vần kệ sau. Kỳ diệu thay, tri kiến Phật Đà, các ngài đoán nghiệp người ta, bao người đã tạo nên công lớn, lắm kẻ ít gây thiện nghiệp mà. Cậu bé bị quăng bỏ nghĩa trang, bú tay sống sót cả đêm trường, không thần hay rắn làm thương tổn, vì phước thiện, vì phước nghiệp từ kiếp trước mang. Bầy chó liếm đôi chân cậu bé, quạ diều sơ cậu chỉ đi ngang, đàn chim đã tẩy sạch đồ dơ, bầy quạ lao đôi mắt trẻ thơ, chẳng có người chăm lo bảo hộ, cũng không thương cái thuốc đem cho. Chúng chẳng biết đâu đến mặt trăng, kết giao với nguyệt điện cung hằng, cũng không rải hạt cầu may mắn, cho trẻ đọa trong cảnh khốn cùng, đã bị mang đi, đem to nọ, quăng vào nghĩa địa ở trong rừng. Hài nhi ấy được cả chư thần đảnh lễ cùng bên các thế nhân, thấy trẻ cửa mình như một đống xanh tô trong cảnh ngộ nguyên nan, chỉ có sức sống thêm đôi chút khi đại trí nhân thấy bảo rằng đứa trẻ này nhờ tài sản lớn sẽ thành đại phú hộ trong vùng. Các đệ tử tại gia hỏi: hạnh nguyện nào đây của trẻ thơ, tu hành gì cuộc sống bây giờ, vì sao nghiệp thiện này sanh quả, khi họa như vậy đã xảy ra, cho trẻ rồi ngay sau hưởng thọ, uy quyền đầy đủ phú vinh hoa. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết, khi nghe các đệ tử tại gia hỏi, được các vị kết tập kinh điển trình bày như sau: những người kia đã cúng tăng già với thượng thủ và Đức Phật Đà, dịp ấy trẻ không đồng ý kiến, buông lời thô lỗ chẳng ôn hòa, từ khi xua đuổi ý như trên, hỷ lạc về sau trí thản nhiên, dân cúng suốt tuần phần cháo gạo, Đức Như Lai trú tại kỳ viên. Ấy nguyện đời xưa của trẻ thơ, còn đời tu tập chính bây giờ, thiện hành kia đã mang thành quả, khi họa như vậy đã xảy ra, cho trẻ rồi về sau hưởng thọ, uy quyền đầy phú quý tinh hoa, chàng sống đời trời thọ bách niên, hưởng bao niềm lạc
thú vô biên. Đến khi hủy hoại thân phàm tục, được tái sanh đồng trú cõi thiên. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con xin xuất ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cụ Nguyên Trang rất nhiều đã đọc phần chánh kinh. À, thì cái bài học hôm nay đó, hồi nãy thì ở trong cái phần chánh kinh thì nó có hơi lủng củng. À, sư xin hệ thống lại để quý vị hiểu dễ hơn. Thì trong thời kỳ quá khứ, bà mẹ và có một số người ở trong cái kinh thành đã dâng cúng một cái pháp đường đến chư tăng. Nhưng mà cái bà mẹ đó có một cái cậu thanh niên, con trai của bà. Thì cái cậu này á là không có hiểu biết cái thiện sự, cho nên là có cái tâm không hoan hỷ, bực bội, mới thốt lên những cái lời bất kính với chư tăng. Thì sau đó là có những người đã nói với bà mẹ, và bà mẹ đã dẫn cậu bé đến đảnh lễ xin sám hối với những cái lời nói bất kính đó. Và sau đó thì bà mẹ đã làm cái lễ trai tăng 7 ngày dâng cúng vật thực. Thì cậu bé này đã trong suốt 7 ngày đã có cái tâm cung kính phục vụ chư tăng. Thì sau đó, thì cậu bé này hết tuổi thọ kiếp sống đó, tiếp tục tái sanh lại làm người. Nhưng mà do cái ác bất thiện nghiệp là đã có những lời phỉ báng bất kính chư tăng, cho nên là cái thần thức nó tái sanh lại có trong một cái người kỹ nữ. Thì quý vị biết rằng những cái người mà làm cái nghề mà kỹ nữ đó, thì họ đâu có muốn có con. Nếu mà có con thì họ trở ngại công việc để kiếm tiền. Cho nên là sau khi mà cái người kỹ nữ đã sanh ra cái đứa bé này đó, thì mướn người đem vô dục ở trong cái bãi tha ma. Đó là do cái nghiệp xấu, nghiệp ác mà cái cậu bé này đã tạo trữ. Nhưng mà do cái phước sau khi sám hối đã ăn năn rồi phục vụ cung kính chư tăng suốt trong cái 7 ngày bà mẹ làm thiện sự, cho nên là chính nhờ cái phước đó, nó bảo vệ. Mặc dù đã quăng vào trong cái bãi tha ma, thì quý vị biết rằng là ở trong cái bãi tha ma thì nó đủ thứ, nào là những cái loài chó quang, những cái con giả can, rồi quạ, rồi kia nọ, thì nó đến để mà nó ăn những cái xác thay ma đó. Nhưng mà chính nhờ cái phước đó nó che chở, thay vì những cái con chó đó, nó làm tổn hại, thì nó đã đến rồi nó liếm chân, nó liếm chân của cậu bé này, rồi nó ở đó nó nằm xung quanh đó. Những con quạ thì thay vì nếu mà không có phước thì những con quạ này nó sẽ nó rỉa
Tại vì cái trẻ sơ sinh mới sanh ra mà cái da thịt nó còn non dữ lắm. Đó, nếu mà không có cái phước thì những con quạ này nó sẽ đã ăn thịt hay là hoặc những con chó nó đã ăn thịt rồi, nhưng mà nhờ cái phước nó che án, cho nên cậu này, cậu bé, cái bào thai, cái thai nhi này, cái đứa trẻ này đó sống suốt một đêm giữa bãi tha ma mà không có hề bị cái sự tổn hại nào hết. Thì khi mà Đức Phật biết sáng đó Ngài đã đến và đã nói lên cái nguyên nhân cái cậu bé này tái sanh lại và nằm ở đó, cho nên được một cái vị bá hộ nghe xong câu chuyện về cuộc đời của cậu bé này rồi đó thì nhận nuôi. Và sau khi mà cái vị bá hộ này qua đời thì cái chàng thanh niên này đó thừa hưởng cái tài sản của ông bá hộ cũng để lại đó. Cho nên nếu mà chúng ta biết đó, chúng ta thấy rằng trong đời sống này đó, quả thật là chính những cái nghiệp lành, những cái nghiệp lành thì nó sẽ che chở chúng ta, nó là cái sự bảo vệ tốt đẹp nhất chúng ta đi đến bất cứ cảnh giới nào. Nếu mà chúng ta có tạo những cái nhân lành, những cái phước thiện quý báu thì nó là sẽ cái bùa hộ mệnh, cái sự hộ trì tốt đẹp nhất. Thì sư nhớ là trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật cũng đã từng dạy ai ở đời này làm các việc lành che án các nghiệp ác như trăng thóc mây che, thì phạm nhân chúng ta đó thì ai cũng vì vô minh rồi chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện, rồi nhờ chúng ta có học hỏi về Phật pháp, tìm hiểu thì từ đó chúng ta mới biết được điều nào là điều lành, điều nào là điều thiện, những gì là bất thiện, những cái nhân xấu, những nhân ác chúng ta phải từ bỏ. Thành ra đó, khi một cái người phàm nhân muốn trở thành cái người Phật tử khi quy tam bảo thì có cái câu là kính bạch chư đại đức tăng, vì con là người thiểu trí, lầm lạc và không minh mẫn, sợ e con đã dễ vui, không đem lòng thành kính, đã tạo nên những cái bất thiện nghiệp. Thành ra đó, trước khi một người Phật trở thành một người Phật tử quy y thì phải sám hối để gì, để chúng ta ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp. Thành ra đó, khi mà chúng ta quy tâm bảo rồi được nghe chỉ dẫn về những cái lợi ích, những cái quả báo của sự thọ trì gìn giữ năm cái học giới, tránh sự tổn hại giết chóc chúng sanh khác, cho nên từ đó mà chúng ta có sự hiểu biết. Trước kia mình đâu biết đâu, mình nghĩ là chim trời cá nước
ha, ở ngoài đời ta nói mà chim trời cắt ai bắt được nãy ăn đó, mình đâu biết cái đó là cái tạo cái nghiệp sát sanh à. Đó, khi mà chúng ta biết thì sao, chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta tự nguyện thọ trì gìn giữ cái học giới không sát sanh à. Thì từ đó về sau á, nó ngăn chặn à, nó ngăn chặn chúng ta làm à, những cái hành động gây tổn hại, khổ đau, đoạt mạng của chúng sanh khác à. Cho nên á, cái sự sám hối bày tỏ ra à, để mình biết à, mình biết cái nào là lầm lỗi để mà chúng ta à, sửa đổi à, ngăn chặn từ đó về sau à. Chứ còn cái nhân đã gieo rồi, bây giờ mình à, có nhiều à, tôn giáo nói là bây giờ à, khi mà mình biết à, mình sám hối thì hết tội à. Không phải à, những cái nhân xấu mình đã gieo thì bây giờ là nó sẽ chờ đến cái lúc mà đầy đủ nó sẽ cho quả à, nhưng mà khi mà mình hiểu biết kịp thời, mình sám hối à, mình bày tỏ ra à, mình thành tâm sửa đổi à, những cái thói hư tật xấu à, thì chúng ta từ đó sao chúng ta sẽ không có lầm dấp à, không có phạm lại những cái lỗi lầm đó à, đó là một cái sự ngăn ngừa à, thì cái giới nó là phòng hộ à, để từ đó về sau à, chúng ta biết chúng ta tránh xa những cái lỗi lầm đó à. Và từ đó thì chúng ta biết chúng ta sẽ tạo những cái nghiệp lành à, gieo những cái chủng tử, những cái nhân thiện nó được tốt đẹp à. Thành ra đó à, trong đời sống khi mà chúng ta chưa có sự hiểu biết à, về Phật pháp à, thì sao chúng ta sống theo những cái truyền thống tập tục của thế gian à, vô tình chúng ta phạm những cái bất thiện nghiệp à. Nếu mà chúng ta may mắn chúng ta gặp được những cái bậc thiện trí thức à, được học hỏi tìm hiểu à, những lời dạy của Đức Phật à, những cái phương pháp chân chánh à, rồi chúng ta thực hành theo cái đường lối theo chánh pháp thì là một cái điều hết sức là quý báu à. Chứ nếu mà như cái thanh niên này đó trong quá khứ mà không có người chỉ dẫn à, không có sám hối à, những cái tội lỗi cái những cái lời à, xúc phạm bất kính đối với chư tăng à, thì cậu này phải trải qua sống trong cái đời sống à, khổ đau à, rất là lâu dài. Nhưng mà có người chỉ dẫn rồi sám hối kịp lúc à, để ngăn chặn rồi tạo những cái thiện nghiệp lành à, cho nên á, thay vì sống trong khổ cảnh à, một cái thời gian rất là lâu dài thì sao cậu này chỉ à, chịu khổ có một đêm thôi à, có một đêm sống ở trong cái bãi tha ma à, do cái sự à, những cái lời xúc phạm bất kính đối à, với à, chư tăng à, nhưng mà sau đó sám hối rồi à, có cái tâm hiền thiện tốt đẹp đã có sự cung kính phục vụ chư tăng trong suốt 7 ngày mà bà mẹ đã à, dâng cúng vật thực đến à, đến chư tăng à, thành ra đó trong đời sống có đôi lúc à, những cái à,
do gieo những cái chủng tử trắng có, đen có, lẫn lộn. Cho nên trong đời sống hiện tại có những lúc cái nghiệp nó đến, nghiệp đen thì cho quả đen, nghiệp trắng thì cho quả trắng. Chính vì điều đó mà trắng đen nó lẫn lộn. Thì khi mà cái thiện nghiệp, nghiệp lành, khi đến lúc nó trổ quả, nó sẽ bảo vệ, che án những cái nghiệp xấu. Còn thật sự ra đó, chúng ta không có thể nào mà vượt qua được. Nếu mà quá khứ mà chúng ta không tạo được những cái nghiệp lành á, thì không thể nào mà vượt qua được những cái ác bất thiện nghiệp khi nó cho quả. Chỉ có chúng ta may mắn có sự hiểu biết, rồi chúng ta đã tạo trữ những cái nghiệp lành mạnh hơn, làm cho trong đời sống nó có sự chuyển nghiệp. Chứ không phải là mãi mãi cái người đó là bần cùng khổ sở thì khổ hoài cho tới chết. Mà người giàu sang phú quý thì cứ phải cứ được hưởng cái giàu sang phú quý cho đến hết cái tuổi thọ. Thì ở đây trải qua trong cái đời sống xã hội nhiều thời kỳ, thì quý vị cũng thấy có những người từ cái giàu có, quyền quy thế lực thế này thế khác, rồi bị rớt xuống bần cùng nghèo khổ cơ cực. Rồi cũng có những người từ những cái gia đình bần cùng cơ cực nghèo khổ bước lên cái địa vị cao sang. Thành ra đó, tùy theo duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, chứ không ai, đâu có ai muốn lựa chọn mình đi tái sanh đến những cái gia đình mà nghèo khổ, những cái dòng tộc hạ tiện. Ai cũng muốn mình sanh ra ở những cái gia đình giàu có, quyền thế. Nhưng mà do cái duyên, do cái duyên, do cái nghiệp mình tạo trữ. Thành ra đó, có nhiều người đã nói là vui trước rồi khổ sau. Có những người thì khổ trước rồi vui sau. Thành ra đó, trong cuộc đời vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, nó lẫn lộn nhau. Suốt cả một cuộc đời á, quý vị thấy có nhiều người á, nếu mà may mắn trong quá khứ mình tạo trữ được cái công đức phước báo mà nhiều á, thì sao? Mình vui nhiều hơn, buồn cũng có mà nó ít. Còn có người á, nếu mà trong quá khứ mình lầm lạc, mình tạo trữ những cái nhân xấu nhiều, thì ngày nay mình phải gánh lấy những cái khổ đau nhiều hơn. Cái sự an vui á, nó chỉ là út chút ít mà thôi. Cho nên á, khi mà chúng ta hiểu biết như vậy rồi đó, chúng ta mới có sự cố gắng nỗ lực để mà tránh xa những cái điều ác. Và chúng ta nỗ lực phát triển những cái thiện sự, những cái điều lành. Bất cứ lúc nào mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải cố gắng ta làm. Tất cả những cái tài sản địa vị ở thế gian chúng ta cũng bỏ lại hết, chỉ đem theo
cái thiện hoặc là bất thiện nghiệp mà mình đã gieo mà thôi. À, cho nên á, theo đời sống thông thường, à, người ta không biết thì người ta nói là khen ai kiếp trước khéo tu, cho nên kiếp hiện tại mới dẫm dù sênh sang. Nhưng mà sự thật ra đó, cái chữ khéo tu ở đây đó là gì? Là mình đã tránh làm những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện. Chúng ta làm những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện lành. Thì cái kiếp hiện tại mình sẽ có một cái đời sống tốt đẹp đó. Chứ không phải do đấng thần linh hay là do thượng đế. Thường thường mấy người mà không biết thì họ nói do ông trời. Cầu trời cho thế này thế kia. Nhưng mà sự thật ra đó, theo mà Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài nói cái chữ thiên, chữ thiên ở đây đó họ hiểu lầm là trời. Nhưng mà theo cái bên nho học thì Ngài hồi đó Ngài cũng có học chữ nho đó. Ngài nói cái thiên ở đây là thiên lý, tức là nói về cái nghiệp báo đó, chứ không phải là thiên là ông trời. Mà người ta không hiểu là người ta nói là đại phú do thiên, giàu có đó là nhờ ông trời ông ban thưởng, chứ không phải mình được phú quý giàu có, mình sanh ra ở trong những cái gia đình mà có tài sản, có quyền thế là vì mình đã từng tạo, cho nên cái duyên nghiệp khi mà đi tục sanh á, nó đưa đẩy, nó lựa chọn, chứ mình đâu có chọn được. Lúc đó do cái năng lực của duyên nghiệp nó lựa chọn, mình không có quyền lựa chọn được. Cho nên mình đâu có thể nào biết mình đi vào cái cảnh giới nào. Mình chỉ đoán thôi, chứ còn không phải là tất cả. Có những trường hợp quý vị thấy cũng có nhiều chúng sanh trong đời sống tạo rất là nhiều phước thiện, nhưng mà khi lâm chung chỉ nhớ lại một cái nghiệp ác thì phải tái sanh vô khổ cảnh trước. Nhưng mà thời gian nó ngắn thôi, trong vòng 7 ngày rồi lại tái sanh về cái cảnh giới an vui. Hoặc là có những chúng sanh thì họ cũng có tạo trữ những cái phước báo, nhưng mà họ làm những chúng sanh được tái sanh cảnh giới an vui, nhưng do những cái quả bất thiện đến lúc nó trổ quả thì phải chịu hậu quả khổ đau. Thành ra đó, trong cái đời sống phàm nhân chúng ta, tại hồi đó mình gieo có trắng có đen, thì bây giờ cái quả của mình nó cũng có đen có trắng. Khi mình biết vậy, mình ráng cố gắng sửa đổi những cái nào là không phù hợp, những là bất thiện này, thì chúng ta phải tránh xa. Chúng ta phải khởi lên cái tàm, cái quý, cảm thấy hổ thẹn, ghê sợ đối với các cái ác bất thiện pháp, để chúng ta nỗ lực làm thật nhiều những cái thiện sự, những cái thiện pháp, và chúng ta học tìm hiểu cái lời dạy của Đức Phật, được các cái vị trưởng lão kết tập trong kinh, trong luật, để có sự hiểu biết chính chắn, có một cái niềm tin vững chắc, không còn hoài nghi, rồi chúng ta nỗ lực thực hành,
để đem đến một cái đời sống tốt đẹp, an vui trong hiện tại, và hướng đến một con đường, những cảnh giới tốt đẹp, nỗ lực tiếp tục tu tập để đạt được sự giải thoát trong ngày vị lai. Ra đó, có những chúng sanh họ hiểu biết sai lầm, rồi họ không tích cực tạo những cái thiện nghiệp. Họ nghĩ là họ sinh ra trong cái gia đình giàu có quyền thế, thì cái tài sản, cái quyền lực của họ sẽ là mãi mãi, rồi họ tạo những cái bất thiện nghiệp, hà hiếp, hiếp đáp, ức hiếp người thế cô, rồi không tạo trữ những cái việc lành, thì một ngày nào đó thì họ cũng rơi vào những cái cảnh giới khổ đau. Còn những người chẳng may sanh ra trong những cái gia đình bần hàn khó khăn, nhưng mà khi chúng ta biết, chúng ta cố gắng nỗ lực tạo trữ những cái công đức phước báo, thì một ngày nào đó cuộc đời của chúng ta cũng hanh thông, cũng có một cái đời sống an ổn tốt đẹp. Nếu mà chúng ta tạo trữ những cái phước báo trong cái đời sống mạnh mẽ, nó có những cái khả năng, những cái năng lực mà nó trổ quả ngay trong hiện tại, thì sao? Thì mình sẽ chuyển nghiệp từ cái đời sống khó khăn khổ sở, mà mình cũng trở thành những cái người có tài sản, có địa vị. Cho nên là với trí tuệ thì chúng ta sẽ hiểu biết việc nào là cần phải nỗ lực thực hành, và những cái việc nào, những cái pháp nào cần phải tránh xa, cần phải đoạn trừ. Thì đó là chúng ta sống với trí tuệ, và chúng ta sẽ tạo trữ những cái phước báo cho chính bản thân mình ngay trong đời sống hiện tại và trong ngày vị lai. Với phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, pháp thể ca ngang, và kính chúc tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử có nhiều sự hiểu biết, một cái niềm tin trong chánh pháp, và nỗ lực thực hành để đem đến sự an ổn. Những phước lành mà quý vị đã tạo sẽ bảo trợ cho quý vị vượt qua những cái khốn khó, bệnh tật của thế gian, và có sự hiểu biết để chúng ta nỗ lực thực hành theo lời Đức Phật dạy. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Bây giờ thì xin kính công thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo chia sẻ thêm về cái đề tài, về cái bài học ngày hôm nay, để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Bây giờ xin thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho con chúng con một những cái bài con nhắc nhở và bài học rất là hay. Dạ, nguyên như xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính vừa mới vào đạo tràng. Dạ, bạch sư, nguyên như có một câu hỏi là hồi nãy khi mà Nguyên Trang đọc bài á, thì con thấy cái vị này có những cái điều bất kính đối với chư Tăng khi mà làm phước. Sau đó, đó thì sau một tuần đó, thì mẹ của vị này sám hối với lại tăng đoàn và cúng cho một tuần lễ. Thì nhờ vậy mà cái vị này được hưởng những cái phước báo thù thắng. Và bạch sư, cái câu hỏi của con á, là khi mà mình, nếu mà mình với cái tâm thành kính,
mà mình chỉ dâng cúng phước đến chư tăng thôi, thì nó khác cái gì với cái việc mà thí dụ con thấy một cái chùa có những cái vị tăng thuyết pháp rất là hay, họ là giảng sư, xong rồi con cũng tụi con cũng làm phước, tụi con cũng dâng đến những cái thức ăn, những cái vật thực cho tới những cái vị giảng sư này, và cái tâm trong tâm của con á thì nghĩ là vì muốn con muốn cái những cái vị giảng sư này khỏe mạnh rồi có thể mà hoằng pháp được nữa, và những cái lời pháp của các ngài rất là quý, nếu mà mình chăm sóc cho các vị tăng như vậy á thì sẽ làm cho chánh pháp của Đức Phật được nó trường tồn nữa. Nếu mà tụi con có thêm cái tâm như vậy á thì phước đức nó có thù thắng hơn không, và thù thắng hơn như thế nào? Dạ, con có con kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể giải thích câu hỏi đó cho Nguyên Như cùng với đạo tràng biết thêm về vấn đề này, bạch sư. Dạ, con xin dâng đức lại cho sư ạ. À, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính lĩnh lễ chư tùng đức, và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì khi mà chúng ta làm đó, chúng ta làm bất cứ một thiện sự nào, nếu mà chúng ta làm với cái tâm hợp trí thì chúng ta sẽ có phước về cái phước vật mà phước trí nữa. Rồi nếu mà chúng ta làm với cái tâm cung kính thì chúng ta sẽ được vừa cái pháp phước vật nè, phước cung kính nè, phước trí nè. Ví dụ bây giờ cái người đó họ chỉ dâng vật thực thôi mà họ không có cái trí tuệ, không có sự cung kính thì sao? Thì cái người này chỉ có được cái phước vật. Còn nếu mình biết mình dâng cúng với trí tuệ đầy đủ tam tư và mong muốn cái vật thực này đó nó sẽ hỗ trợ những vị này tu hành tốt đẹp để phát triển trí tuệ, để gìn giữ Phật pháp thì mình sẽ có thêm được cái phước trí. Rồi nếu mà mình dâng cúng, mình có sự cung kính đảnh lễ với tâm xả ly thì mình sẽ được có cái phước. Thì mình gieo cái gì mình sẽ được hưởng cái này. Trong cái đoạn trước đó, ở trong đó nó còn thiếu một cái là cái khi mà cái bà mẹ và những cái người mà làm cái thiện sự là cúng cái pháp đường đó thì cái anh này lúc đầu ảnh khởi lên, ảnh cái tâm không hoan hỷ, rồi ảnh có những cái lời xúc phạm đến chư tăng. Rồi một cái người đó, họ nghe ảnh nói những cái lời xúc phạm đó mới nói với bà mẹ. Rồi bà mẹ mới la rầy ảnh, mới bắt ảnh đi tới sám hối. Sám hối xong á, rồi cái bắt đầu bà mẹ mới tiếp tục làm cái thiện sự dâng cúng vật thực 7 ngày nữa. Thì trong 7 ngày sau đó đó, anh ta rất là hoan hỷ, anh ta theo bà mẹ có cái tâm cung kính để phục vụ chư tăng đó. Cho nên nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu á là không tốt đẹp, bất thiện, cho nên á cái quả nó cho cái giai đoạn đầu ảnh tục sanh vô cái bà mẹ là nàng kỹ nữ, bị đem vô nghĩa địa quăng bỏ. Rồi cái giai đoạn hai là cái phước thiện, tức là vừa hoan hỷ với cái sự cúng dường của bà mẹ, rồi tự thân anh ta phục vụ chư tăng thì nó có cái phước. Thành ra đó các ngài hay là trong kinh cũng khuyên dạy chúng ta làm
những cái thiện sự với tâm hợp trí, đầy đủ tam tư. À, mình làm với cái trí tuệ mình hiểu biết, à, và sao mình mong rằng cái phước này này nó sẽ hỗ trợ mình trong những kiếp tương lai, à, có sự an ổn, à, gặp được chánh pháp để tiếp tục tu tập. À, thành ra đó, khi mà chúng ta làm, nhớ cũng là một cái thiện sự đó, nhưng mà chúng ta làm với cái tâm cung kính nè, hợp trí nè, đầy đủ tâm tư, thì nó sẽ cho cái quả nhiều hơn, thù thắng hơn. À, thành ra quý vị thấy những cái người mà trong cái thời kỳ Đức Phật, à, những cái người nô lệ Chiên Đà La, họ dâng cho Đức Phật, à, cái bánh cám gạo, à, dâng cho Đức Phật một cái miếng cơm cháy thôi, à, thì đối với cái vật dâng cúng á, thì nó không có cao sang, à, nó không phải là những thức ăn thượng vị, nhưng những vị này hoan hỷ, à, mặc dù mình là sống trong cái hoàn cảnh rất là nghèo khổ, nhưng mà mình được dâng cúng, à, đến bậc chánh đẳng chánh giác, à, với cái tâm hiểu biết cung kính, à, như vậy đó, ta có cái phước rất là lớn, thù thắng ta có thể tái sanh làm những cái vị chư thiên ở cõi trời đó, không? Còn có những cái ông bá hộ giàu có, à, rồi sanh cái tâm cống cao ngã mạn, à, bố thí mà không có sự cung kính, à, không có đầy đủ tam tư, không có trí tuệ, thì cái quả báo nó rất là nhỏ nhen, à, vậy thôi. Đó, thành ra người ta nói là cái vật cho không bằng cái cách cho, lại chỗ đó, à, cho nên á, khi chúng ta hiểu biết Phật pháp, à, chúng ta làm để cái gieo trồng những cái chủng tử nó mạnh mẽ tốt đẹp, thì sau này cái quả nó sẽ thù thắng lớn lao tốt đẹp. À, còn nếu mà chúng ta làm với cái tâm ly trí hời hợt, à, không đủ tam tư, không trí tuệ, thì nó sẽ cho cái quả rất là yếu ớt, à, vậy thôi. À, thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của cô Nguyên Nhân. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trong đạo tràng có ai có câu hỏi để dâng đến chưa sư Pháp Thanh hay không? À, thì Nguyên có thể chat lên màn hình để Nguyên Như đọc và để cho lớp cùng chia sẻ với sư, hoặc là có thể chư vị có thể giơ tay lên để mà hỏi thẳng trực tiếp với sư. Mình còn 9 phút nữa nha cả nhà. Nguyên Như xin mời. Dạ anh Lý nè, có câu hỏi của Hà. Ok. Hà có câu hỏi không Hà? À, cung kính phục vụ là phước đức, dạ đúng không thưa sư? Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, à, Nam mô Sang Kha Giá. Thì cái sự cung kính phục vụ đó là cái phước đức, à, cái phước vật đó là mình cúng dường những cái vật chất, còn cái phước đức là có cái sự cung kính, à, rồi phục vụ, à, một cách tốt đẹp, không? Thành ra đó, khi mà quý vị cho với cái cách nào thì có gì, à,
nô bọc thí, tức là mình cho, mà mình giống như ông chủ, mình cho người đầy tớ vậy đó. À, thì cái phước đó, cái sự bố thí đó, cái phước là kém. Tại vì sao? Cái tâm cống cao ngã mạn. À, cho nên là cái phước nó không có tốt đẹp. Rồi, bằng hữu thí, tức là mình cho bạn bè. Thì cái phước nó cũng kém. Nhưng mà đó, nô bọc thí, tức là mình á, mình cho người, mình là cái người nô bọc, người thấp, mà mình dâng cúng đến cái người mà người chủ. À, thì khi mà cái người mà, ví dụ bây giờ, à, quý vị thấy hồi cái thời xưa đó, ông chủ nói với rót cho tao ly nước của mày. À, thì cái người đầy tớ lại rót ly nước, mà đâu đã dám đem cầm một tay mà đem đến đưa cho ông chủ đâu. À, phải bưng hai tay, rồi phải trịnh trọng, phải có sự kính trọng kia nè, thấy không? Thành ra đó, mặc dù mình ở ngoài cái địa vị, ở ngoài xã hội, mình là ông gì cũng biết, nhưng mà khi mà mình cung dân cúng, mà mình có sự dân cung kính chư tăng, là cái phước của mình nó sẽ thù thắng hơn. À, quý vị thấy khi mà quý vị đi đến những cái nhất là ở bên Thái, à, quý vị sẽ thấy có một lần sư có thời gian từ Miến Điện về sư ở chùa Quách Mạng Nám ở Thái Lan. Những cái người, những cái vị mà ở trong hoàng tộc đó, hoàng gia đó nha, quý vị biết là mỗi lần mà đi đến chùa Quách Mạng Nám á, đi là phía trước là có 3-4 xe mô tô nó hụ còi, ở ngoài sau 3-4 xe mô tô nó bảo vệ ha. Nhưng mà vừa đi đến cổng chùa đó là sao? Là người ta cõi dài cõi chớ họ để lại trên xe đó, đi chân không bước xuống xe rồi đó, có người họ quỳ, à, họ đi bằng đầu gối đi vô tới trong chùa, à, đảnh lễ rồi dâng cúng đó. Thì khi mà chúng ta làm với cái sự cung kính đây không phải là quý vị cung kính cái ông trụ trì, cung kính cái ông sư đó, mà quý vị cái tâm quý vị cung kính gì chư tăng. À, chư tăng thì trong đó có các vị thánh tăng và phàm tăng, nha, chứ còn không phải mình cung kính một cá nhân một cái vị đó đâu. À, mình cung kính đang cung kính tam bảo. À, thì khi mà quý vị làm cái thiện thí đó, à, với cái tâm cung kính, thì sau này quý vị sẽ sinh ra ở những cái dòng tộc có người họ cung kính, à, họ kính mộ, có những tùy tùng, à, thế này thì khác. À, rồi khi mà mình dâng cúng với trí tuệ hợp trí, à, có sự hiểu biết, à, dâng cúng để xả ly, để đoạn trừ, để giảm thiểu những cái tham muốn, à, thì á, chúng ta sẽ quý vị thấy có những người họ rất là giàu, nhưng mà sao họ không có địa vị, à, rồi cũng có trí tuệ nữa. À, thành ra đó mình thấy mình phải biết, bởi hôm trước sư có nói mình nhìn cái quả, mình suy trở về những cái nhân. À, cái chúng sanh này đó, họ như vậy là do những cái nào? À, chúng sanh này trong trường hợp này là do những nhân gì? Rồi bây giờ mình muốn
được cái đó thì mình phải gieo những cái gì, thấy không? Đó, bây giờ thí dụ như bây giờ mình muốn sau này mình được trí tuệ phân tích thì phải cố gắng gì, học học Pali nè, à là có từ vô ngại giải nè, à rồi học phải tìm hiểu à cái căn của Pali, từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, à rồi á là có sự biện luận thì phải học về về di diệu pháp, à nắm vững về cái nguồn gốc à của các pháp ngữ căn như thế nào thế nào để mình có cái biện luận. À thành ra đó, còn nếu mà muốn muốn giải thoát đơn thuần thì ráng mà học học thiền định thiền tệ, à thì chỉ có giải thoát thôi mà không có tứ tệ phân tích. À thành ra đó, mình muốn được cái gì mình phải phải biết, mình chuẩn bị. À bây giờ tôi muốn là à, trong cái mùa tới đó, à tôi vừa có à, vừa có lúa nếp à, để ăn, à mà có gạo để ăn bình thường nữa, còn nếp là để trong những cái ngày dỗ quải Tết rồi này kia nọ lại. Thành ra mình phải chuẩn bị hai thứ giống, à cái lúa lúa thường lúa tẻ, còn cái lúa nếp, à rồi mình gieo thì như vậy mình sẽ có được hai thứ, à mình muốn có đậu, à có mè thì mình phải gieo thêm theo gieo thêm đậu, gieo thêm mè, à thì mình vừa có nếp nè, vừa có là gạo ăn gạo tẻ ăn hàng ngày nè, rồi có đậu có mè nữa đó. Thành ra đó mình phải hiểu biết để mình làm à thiện sự cho nó được đầy đủ tốt đẹp, à cái quả nó cho thù thắng nha, à cũng cùng một cái thiện sự đó nhưng mà có đầy đủ sự cung kính rồi trí tuệ, à rồi hiểu biết về cái nhân quả, à để giảm thiểu những cái phiền não khổ đau, à thì cái quả nó sẽ cao hơn. À thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi cho chị Hà. Dạ dạ bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể quay trở lại đạo tràng để cho lớp chúng con vài phút về thiền minh sát. Dạ con xin kính thỉnh sư. Dạ sư Thanh Tâm có được nghe có nghe được âm thanh của Nguyên Như không bạch sư? Dạ con không có thấy sư Thanh Tâm còn ở trước máy. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ bạch sư, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông vừa mới vào đạo tràng. Dạ con xin thỉnh sư có thể thay mặt chư tăng để có thể phúc chúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Sau tu sát ba mang đa lăng rát khang tu sát ba đề ba ta sát ba bùa tha nụ phá về na sa đa sâu thi phá vang tu thế phá ba tu sát ba mang đa lăng rát khang tu sát ba đề ba ta sát ba đam ma nụ phá về na sa đa sâu thi phá vang tu thế phá ba tu sát ba mang đa lăng rát khang tu sát ba đề ba ta sát ba sang ca nụ phá về na sa đa sâu thi Phá vang tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông
đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, và nguyện cầu cho cái công đức phước đức học phước, làm phước, mình học pháp và mình có thể nghe chư tăng, mình có những cái thiện sự của tối nay, con có thể cầu mong cho cái nạn dịch của mình có thể qua khỏi, cầu mong cho thế giới hòa bình, và tất cả chư vị cùng với những người thân của mình lúc nào cũng được chư thiên gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề quá tà sanh ti vi hà ra quá si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình tà tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam pa na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang cô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no gu tinh sam ba bu nay ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và kính thưa quý vị, Nguyên Như xin giới thiệu một người mới là chị Hồng Nhung. Chị Kim Nhung, chị sẽ là nhân vật quan trọng của Zoom và chị sẽ phụ với Nguyên Như Nguyên Trang để mà post bài mỗi ngày về cái bài chia pháp mà trước khi mà chưa tăng vào đó, là chị Hồng Nhung sẽ phụ trách chương trình này. Dạ, rất là xa thú chị đến với lớp, và cũng một lần nữa Nguyên Như xin kính tri ân tất cả những vị có mặt ở trong lớp vừa học vừa làm, và sự có mặt của chư tăng cũng như quý Phật tử là một cái điều rất là cần thiết mà cái lớp học nó có thể mở ra được, để cho mọi người đều có một chút phần công đức và sự thiện lành, mình cũng có thể cùng với nhau để mà truyền bá cái giáo pháp. Và cũng như xin kính trân trọng tri ân tất cả những cái thời gian và những cái sự hỗ trợ của quý vị trong rất là nhiều năm tháng qua. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hẹn lại chư vị trong chương trình của ngày mai.